Thấy đang chép cái gì đấy? Mang tập lên đây tôi kiểm tra. Nhanh. Hên cho cậu là chép bài đầy đủ đấy. Dạ. Nhưng sao ở đây chỉ có bài mới? Thế bài cũ đâu? Dạ, bài cũ em chép ở tập cũ á cô. Tập cũ à? Dạ. Học mới có mấy buổi là sao mà phải thay tập thế? Hả? Hả? Tại vì em kiểm tra em hay có thói quen bứt giấy đôi tập đó, cho nên tập nó hết nhanh. Ôi giời, lại lý do. Gớ, cái lý do như cậu á, tôi vẽ ra cả ngàn lý do cũng được. Thế giờ tập cũ đâu, mang lên đây tôi xem nào. Nhanh. Tập cũ... Lại để quên ở nhà chứ gì. Này, lý do tôi không chấp nhận được đâu này. Cầm tập về, không điểm về chỗ nhanh. Dạ cô, có mang, để trong học bàn á. Có. Thế à? Mang ra đây tôi xem. Đủ đấy. Để chống hai trang giấy này thôi, cầm tập về không điểm về chỗ. Cô, tại vì hôm bữa cô nghỉ cho nên cô kêu để chống hai trang để cô dạy bù, mà tới giờ cô chưa dạy bù luôn á. Đúng rồi cô, bữa cô nghỉ á. Đúng rồi, con nghỉ á cô ơi. Chắc cô quên á. Thế hả? Dạ đúng rồi. Thôi rồi, cầm tập về chỗ ơi. Dạ. Mà cô ơi. Ừ? Em có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Dạ em chưa thuộc bài. Trời ơi, cái thằng này nó bị khùng quá. Sao để bà hỏi mình trả lời đi. Đúng rồi, để cô hỏi trả lời. Đấy, các em thấy chưa? Không phải tự nhiên mà tôi gọi bạn Thái lên đâu. Vừa mới bước vào mặt lấm la lấm lét, tay viết viết là biết chưa học bài, chưa chép bài rồi. Thôi sao? Giờ sao? Lý do gì? Dạ, tại em học không kịp. Học không kịp hả? Nhà bận công lên chuyện xuống cái gì mà học không kịp? À, em nói thiệt mà cô, tại nhiều bài quá em học không kịp. Nhiều bài à? Này, em mở vở ra, đây. Đây, bài của tôi có hai trang giấy này mà học không kịp là sao? Ừ? Dạ, không phải. Tại vì mấy môn khác chút nữa chuẩn bị kiểm tra cho nên em ưu tiên học trước. Còn môn của cô để... coi thường môn tôi à? Coi thường không học cho nên học những môn khác quan trọng hơn đúng không? Ừ? Ê, có khi nào nó học nhiều quá nó bị khùng không? À, không có, em đâu có coi thường đâu. Tại vì sắp kiểm tra cho nên em học trước cái môn kia. Còn môn của cô á, ngày mai đi, em về em học thiệt kỹ rồi em trả cho cô. Bảo đảm với cô là thuộc luôn. Thôi được rồi, tôi cũng không làm khó học sinh của tôi đâu. Về chỗ đi. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, ngày mai mời phụ huynh lên đây cho tôi. Cả lớp lấy tập ra làm bài mới. Đấy anh coi, thái độ của cháu Thái đối với tôi như vậy đấy. À, tôi xin lỗi cô giáo trước. Thôi, có gì về anh khuyên bảo cháu. Cứ nói dạy bảo từ từ thôi cũng được. Cũng đừng la mắng cháu nó quá. À, chắc cô hiểu lầm gì đó chứ. Thật ra thì tôi cũng không có ý định la mắng cháu Thái. Cũng không có ý định khuyên bảo cháu. Mà người tôi muốn khuyên bảo là cô giáo. Ba. Sao lại là tôi? Thứ nhất, đứng ở cương vị một cô giáo thì đáng lý ra cô phải vui mừng và hãnh diện có một học sinh như Thái đây. Nó thật thà biết bao. Hả? Có đúng không? Thái nó tự nhận sai lỗi lầm của nó. Nó xin lỗi cô. Nó còn kêu cô cho nó cơ hội để nó sửa sai lỗi lầm.
bản thân cô không thông cảm được cho cháu, ngược lại cô còn nghiêm trọng quá vấn đề. Vậy là sao? Vấn đề ở đây là... Thứ hai, cô quy định cháu là coi thường môn học của cô vì không học kịp bài. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Đúng. Ý của cô tôi có thể hiểu là riêng bộ môn của cô thì học làm sao mà cho đầy đủ nhất, còn các bộ môn khác còn lại thì sao cũng được hay sao? Không, không phải. Cái ý định đó của cô rõ ràng là đang coi thường những bộ môn khác đó. Có đúng không cô giáo? Không, anh đã hiểu lầm rồi. Ý của tôi ở đây là tôi bảo cháu Thái là phải học đều tất cả các môn. Tôi biết thế nào cô cũng nói câu này. Cô muốn cháu Thái học đều tất cả các môn. Vậy cô có thể dạy đều hết tất cả các môn được hay không? Thay đổi, thay đổi. Theo tôi biết thì trong một ngày trung bình cháu Thái phải học 5 môn. Nếu cô dạy được 5 môn trong một ngày thì tôi sẽ bắt cháu Thái trả bài đủ 5 môn trong một ngày cho cô giáo. Làm bài tập đầy đủ hết. Chưa kể là cô là cô giáo bộ môn nên mặc định môn của cô đã thuộc bài rồi. Cô chỉ còn lại 4 môn mà thôi. Sao? Cô dám nhận lời không? Hay quá! Vấn đề cuối cùng, Thái không học kịp môn của cô không phải là tại nó ghét, mà là tại nó yếu. Con người chúng ta ai cũng có điểm yếu hết á. Và Thái là học sinh cũng không ngoại lệ. Cô có con rồi chắc cô cũng biết chứ. Không, tôi còn độc thân. Thì bây giờ anh nói cho em nghe cái chuyện mà anh với em cùng nhau xây dựng cho cái nền văn hóa. Bác hả? Đang hợp. Thì đang hợp mà. Nãy tôi với cô giờ anh em không có. Thì bây giờ ý của tôi là vậy, là cháu Thái bản thân nó đã tự nhận nó là yếu môn hóa rồi. Thì tôi nghĩ là chúng ta nên có một cái hẹn. Cô đá cái hẹn cho tôi rồi bắt đầu tôi mời Thái lên. Đó, bắt đầu chúng ta trả bài thằng Thái. Nếu mà thằng Thái lần này nó không thuộc bài nữa thì tôi ban nó một cái. Đó, sau đó... Sau đó nếu mà nó không thuộc bài thì cô có quyền xử thằng Thái. Đúng không? Một phần tôi cũng có lỗi, cho nên cô xử tôi thế nào cũng được. Phải xử thật nặng tay, xử thật tuyệt tình. Cô chịu không? Nếu mà anh đã nói như thế thì Thái nghe đó. Dạ. Học bài đầy đủ như lần sau trả bài cho tôi. Trả với cô thôi, không có trả riêng với ba con nha. Chứ còn sao nữa? Dạ. Tôi phải là người chứng kiến cho. Không cần. Tôi không phải cần. Là người chứng kiến. Không cần. Tôi cần phải đá cái hẹn cho tôi. Dạ không cần. Con chỉ cần trả cho ba với cô giáo là được. Ở nhà ba dò cho con là được rồi. Ba nhé. Được. Bản thân tôi khi cháu học bài xong tôi sẽ khảo bài cháu tại nhà trước. Dạ. Sau đó tôi đá cái hẹn cho cô giáo để qua để kiểm chứng cái chuyện của tôi. Thôi rồi. Không có quan liêu. Dạ. Tôi không có bên con tôi. Được rồi thôi. Dạ. Không. Xin phép anh. Mời cô. Mày đưa đi về lớp nhanh. Tôi cho hết lên sổ đồ bài đi xong. Về gọi ba mình lên. Vậy hoài. Thái. Dạ. Nghỉ tay uống miếng nước cái đi. Ây da. Dạ, con cảm ơn ba. Mày điên hả? Trời, có ly nước tự nhiên cảm ơn gì khách sáo vậy? Con cảm ơn ba là tại vì ba hiểu cho con á. Ui, tao không hiểu mày, ai hiểu mày. Ba cũng từng là học sinh mà, đúng không? Dạ. Nghỉ tay uống nước đi mày. Ba nè. Hả? Con hứa với ba, con sẽ cố gắng học thiệt giỏi để làm nở mày nở mặt ba. À, thằng tự nhiên hôm nay đốt cháy hoàn toàn hai nhân ba có còn không. Thái. Dạ. Con sẵn tiện con nghỉ tay con uống nước cái rồi con nghỉ ngơi con giải trí giải lao luôn đi. Không, tại vì con còn nhiều bài để làm mà con phải làm cho xong. Nhiều thì nhiều nhưng mà nãy giờ ba thấy con học cũng lâu rồi, bộ não chúng ta chỉ có một cái khoảng giới hạn nhất định. Khi mà con hoạt động liên tục á, nó cần sự nghỉ ngơi. Dạ. Vậy thôi con chơi game à. Ừ. Ủa? Con chơi cái game giữa Lâm gì nữa hả? Dạ chơi chứ sao ba. Ơi đừng nói với con, ba cũng chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile nha.
Trời có chứ, trời, game Võ Lâm là nào giờ nó hot rồi. Bây giờ ra thêm phiên bản mobile nữa là trời ơi, ba nghe ba tải về liền. Nè. Vô. Nè, ba coi con nè. Trời ơi. Nói gì em Võ Lâm hả? Khoe với con luôn, ba thuộc hàng là top server á. Trời ơi, chưa chắc ba hơn con đâu à. Trời, mày nghĩ sao nói được câu đó? Giờ tao nhìn thấy cái cách mày cưỡi ngựa là biết rồi. Còn level thấp lắm. Ba nè, lên đến xe gắn máy rồi con. Võ Lâm truyền kỳ một bay làm gì có xe gắn máy. Chứ không, trời ơi, lúc đầu đó mấy cái level thấp thấp đầu á là cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa xong rồi lên xe ngựa mới là quá gian xe ôm. Xong rồi cái thằng đợi luyện một thời gian á là cái thằng xe ôm nó chết là mình lấy chiếc xe gắn máy đó mình lên luôn. Thiệt trời, mày chưa lên được cặp đó mày không biết. Ba chơi lên cái này top sệt vỡ. Game update gì, thôi kệ đi. Ba chơi phải gì level mấy rồi? Ba phải thiếu lâm. Thiếu lâm hả, cũng được. Vậy chút nữa có Tống Kiềm á, còn với bà đi Tống Kiềm. Tào lao, Tống Kiềm là bị trục xuất khỏi phái á. Ba nấu gì rồi ba lấy gì, ba không đi Tống Kiềm, ba không đi hoạt động lấy gì ba lên level. Trời ơi, phái riêng với phái Thiếu Lâm là muốn lên level phải trồng trọt và chăn nuôi. Trời ơi, phái Thiếu Lâm là tu mà sao đồ sát giết người được. Hình như ba chơi lộn, đông chạy vui vẻ thì sao á ba. Nào có, nè, coi nè. Đâu? Nè. Võ Nông Lâm truyền kỳ. Ờ, Võ Nông Lâm truyền kỳ. Vậy là game lậu rồi. Hàng chi vô game này không bao giờ chơi được môn phái khác hết. Nè, thấy không? Chọn môn phái khác là kêu qua game Võ Lâm truyền kỳ 1 mobile chơi đi. Game fake mà cũng có tâm vậy. Vậy là nó lừa đảo rồi. Tại vì mỗi lần mà ba nạp vô á, ba nạp tiền vô á, ba cày level lên thì đến level 69 là bị reset. Mày mất. Ba tưởng ba bị hack, nhưng mà bây giờ ba mới biết là tụi này lừa đảo. Thôi, bây giờ ba xóa game nó đi rồi ba tải game Võ Lâm truyền kỳ 1 mobile. Bản chính chủ nha, của VNG, vô chơi với con. Ba nhớ chọn ba lăng quyện đánh heo trắng trước. Heo trắng nó có giống heo cờ ở trong kia không? Ở trong game hồi nãy có heo cơ nữa hả? Có heo cơ, mình nuôi heo cơ lớn rồi mình đem bán cho người ta đánh bại. Mình bán cho người ta đánh chứ mình không có đánh, không? Mình là tu. Ờ đúng rồi, cái căn của mình là tu. Căn của mình tu, không ngờ giết người, không sát sinh. Đi có nhiệm vụ đi né kiến nữa nè. Né kiến? Đi né kiến, đạp chết con kiến là bị trục xuất khỏi phái rồi. Khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Ôi game lậu khó vậy trời. Thôi, thôi đi. Tải game chính chủ về chơi. Chán quá quá ơi. Kia nạp 20.000 là lên siêu xe luôn. Rồi nè, rồi tải về đúng không? Đâu chỉ ba chơi coi nè. Nè. Thì ở Sài Gòn giờ vô mùa mưa rồi, ngày nào cũng mưa, chán thiệt. Trời trời xíu không mưa, mưa cái nghỉ về luôn á. Bởi tụi mày sẽ không bao giờ biết được cảm giác tuyệt vời khi ở dưới mưa đâu. Là sao? Dưới mưa, con người ta sẽ che giấu đi được những thứ mà người ta không dám thú nhận. Đó là khi chúng ta hòa quyện vào những hạt mưa vương vấn trong suốt. Lúc đó tâm trí sẽ vỡ òa và rơi tộm. Ý mày là mày khóc quá hả? Đâu có. Ý tao là tao đá trong quần. Trời ơi cái thằng khùng. Mày coi mày lấy áo khoác mặc vô đi chút nữa bệnh đó mày. Đúng rồi đó, đã bệnh còn bệnh thêm. Đi gió quá đi xuống đây mặc. Nơ hôm nay đi trễ trời. Nhớ. Trời ơi, nhắc tiền nhắc bạc nữa. Hello everybody. Trời ơi, tao tới tụi bay nôn lắm đúng không? Mưa với chảy xíu mà làm ghê vậy. Mẹ. Tao đập, tao đụng vô mặt mày. Rảnh rồi, coi cái mặt mày lại đi. Đẹp lắm. Tao dạo này makeup xinh lắm. Hôm nay tươi lắm. Trời ơi. Có giờ ngồi người ta xỉu nha. Chán thiệt. Ê cô Dung. Cả lớp. Mày,
Nơ đâu? Dạ, anh Nơ đi vệ sinh à cô. Thấy. Dạ. Hôm trước em còn nợ tôi cái gì em nhớ không? À, dạ, thưa cô, hôm nay em sẽ trả bài cho cô bài mới lẫn bài cũ à. Thế sao còn ngồi đấy? Dạ. Này, giải bài số 5 cho tôi. Làm xong rồi cô. Ừ. Làm đúng rồi đấy. Ok nha. Cái lớp hay cái chợ? Chuẩn bị kỹ quá nhờ. Tất cả đêm làm bài hả? Ừ? Dạ không, bài này em chỉ cần tập trung cỡ tầm 15-20 phút là em làm được rồi ạ. Thôi được rồi, 7 điểm về chỗ. Ừ. Ủa làm đúng mà 7 điểm mà sao? Tôi cho điểm hay là các cậu cho điểm? Ừ? Tôi cho Thái 7 điểm là nhiều rồi đấy. Cái này là Thái đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Thái biết là hôm nay sẽ lên trả bài cho nên là mới học thuộc bài như thế. Chứ ví dụ như bây giờ mà tôi gọi bất thình lình một cái thì lên Thái có giải được bài này không? Đúng chưa? Ừ? Xì sao cái gì mà xì sao? Xin phép cô em về. Ừ, Thái. Dạ. Tôi sẽ hạ em một bậc hạnh kiểm. Ủa em có làm gì đâu mà hạ hạnh kiểm em cô? Quy định ở đây ấy, đi học phải mang giày bata. Thế cậu mang cái gì thế kia? Dạ em mang sandal là tại vì trời mưa em mang cho sạch sẽ cho nó thoáng thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu cô. Cái này là quy định của nhà trường. Nội quy là nhà trường đề ra chứ không phải là tôi. Thế bây giờ cậu bảo tôi thông cảm cho cậu thì ai thông cảm cho tôi đây? Ừ? Tôi cũng chỉ làm theo quy định thôi. Ý kiến cái gì? Đi về chỗ đi. Nhưng mà... Không nhưng cái gì hết, đã bảo là quy định của nhà trường thì phải thực hiện. Về. Ôi đi học áp lực quá. Ta nói cô giáo như mẹ hiền mà này cũng mẹ, có điều mẹ con cám. Cậu kia xì xầm cái gì đấy? Cậu muốn lên trả bài không? Có chuyện đó nữa sao? Mai ba lên gặp cô giáo mày nói chuyện nữa. Thôi, bây giờ cô giáo rút kinh nghiệm rồi, bà khỏi lên. Kinh nghiệm gì? Thì cô giáo sẽ không chịu gặp ba đâu. Thôi được rồi, ba có cách này mà không biết mày có dám làm không? Cách nào ạ? Alo, tao có kế hoạch rồi, nhưng tao cần tụi mày giúp. Ok. Cả lớp. Có cái mùi gì đấy? Dạ, chắc là mùi giao ước của tụi em á cô. Dạ. Thế này là thế nào? Hả? Cái gì đây? Xem thử cái lớp còn ra thể thống cái lớp không? Sao lại treo hết vớ lên đây thế này? Hả? Dạ, cô thông cảm cho tụi em đi cô. Tại trời mưa tụi em mắc mưa ướt nhẹp rồi. Phải cởi ra phơi cô. Dạ đúng rồi cô cho tụi em phơi xíu khô còn mang đi về nữa cô. Đúng rồi. Dạ tụi em đang tuân theo cái quy định mà cô đưa ra. Chứ tụi em đang giấu ướt gì chân tụi em ghẻ. Đúng rồi. Thế vừa ra học bài, nhanh nhanh.
lấy tập ra học bài đi. Dạ. Hôm nay chúng ta học bài thú quá. Cô ơi cô đừng đi. Cô đi đâu vậy? Sao cô bỏ tụi em? Tụi em đã nghiêm túc theo kỷ luật của cô á, là nôn học lắm. Đang ngồi im ngay ngắn để đợi cô dạy mà cô đi đâu? Sao cô bỏ tụi em đi cô? Dạ, đừng có đi cô. Tôi bỏ dạy lúc nào? Đây không thấy trên tay tôi đang cầm quyển sách đây à? Tôi đứng dậy tôi dạy học rồi tôi phải đi qua đi lại cho có không khí chứ. Đấy, tôi đi qua này, tôi đi lại này, không có không khí này tôi đi qua đây tôi đứng luôn này. Ý kiến cái gì? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Cô ơi, cô nói gì vậy cô? Sao tai em như không nghe? Cho rồi nước mưa dính vô đầu tao hay sao vậy? Tao không nghe, mày có nghe không vậy? Không, nghe là không nghe gì cả. Chắc tại cô đứng xa quá nên không nghe. Trời ơi, bình thường á, cô đứng ngay đây nè, cô giảng trước mặt đây nè, trời giọng cô liếu la liếu lốt hay. Không nghe nữa, cô nói gì mà kim loại là hột sòn vậy đó. Không, không nghe gì lại á, bậy bạn mình lại gì. Rồi, trật tự. Rồi, tao đứng ngay tao dạy được chưa? Dạ, vậy đi. Đúng rồi. Vị trí của các bảng kim loại, trời thúi quá. Ủa, kim loại gì thúi hả cô? Ủa, kim loại mới á mày ơi. Tôi nói cái đúng với này này, thúi quá. Đúng rồi đó cô. Tụi em ngồi dưới này nãy giờ cũng thúi lắm, học đâu được đâu cô. Nhưng mà mấy nay là mùa mưa mà, ngày nào cũng mưa hết. Không lẽ ngày nào cũng mang giày vớ ướt rồi ngày nào cũng ngồi học với đống vớ thúi sao cô? Trời ơi, chắc chưa quá. Thôi được rồi. Từ ngày mai mấy đứa mang sandal đi học hết cho tôi nhá. Nhưng mà cô ơi, không được đâu. Lực là lực của nhà trường chứ không phải lực của cô. Dạ. Chứ tụi em mà mang sandal là trường phạt chết. Thôi rồi, trật tự. Từ ngày mai tôi sẽ kiến nghị lên nhà trường cho phép các em mang sandal đi học, được chưa? Yeah. Dạ, lần nữa con ngọn rú. Không có gì. Trời ơi, Thái xuống nhất nha, có người ba tâm lý dễ sợ. Nhưng mà thôi, mấy đứa tranh thủ ăn uống rồi về nghỉ ngơi tắm rửa nha. Còn học bài nữa, để mai học bài không kịp rồi. Dạ, vậy thôi chú, tụi con về trước. Thôi, để tao tiễn tụi mày về. Thôi, tự về được. Tự về ha. Dạ, ông chào chú. Để xuống mày. Ủa, cái gì của chú? Có ăn hớp một bụng, bỏ vô cặp đó, bỏ vô ba lô đó. Rồi, bỏ ba lô ra. Dạ, cảm ơn. Ăn nữa không? Con ăn nữa không? Dạ, bữa sau con qua. Dạ. Ăn riết rồi, béo quá mày. Ủa ba? Hả? Bữa giờ ba còn chơi võ lâm không? Cũng còn. Game võ lâm truyền kỳ 1 mobile mà, đúng không? Ba chơi mà ba không rủ con nha. Thực ra là cũng có chơi, nhưng mà chơi cái lúc mà mày học bài rồi mày đi ngủ á, tranh thủ đâu chơi. Thiệt không á? Thì mày cũng biết là trong võ lâm truyền hình 1 mobile nó có nói chuyện chơi rồi gặp một cô gái ở trên đó. À thì ra là nè. Thôi không có gì. Nói chuyện vui thôi à. Tuổi già tâm sự với nhau thôi. Còn có nói gì ba đâu. Ba lo cho con cả cuộc đời rồi. Thì giờ ba cũng phải lo cho bản thân mình chút chứ. Mẹ cũng bỏ con với ba đi từ lúc con còn nhỏ xíu rồi. Giờ ba có tiến thêm bước nữa cũng đâu sao đâu. Ba tiến thêm bước nữa con mới vui á. Tại vì con còn được có mẹ chứ. Thôi giờ ba tâm lý cho mày. Bây giờ hôm nay con tâm lý lại cho ba. Ba thiệt vui quá. Nhưng mà cái chuyện tiến thêm bước nữa ba chưa nghĩ tới. Chắc nếu mà con ủng hộ thì để mai ba hẹn gặp người ta rồi nói chuyện tìm hiểu coi người ta sao cái đã. Nhớ rồi nha. Cố lên ba. Tiểu muội à, huynh đến rồi đây. Tiểu muội chào sư. Đừng nói anh chính là Bùi Thiếu Lâm, ship gạch, không thể quên em. Cô đây là Nga Mi, ship gạch, lớp nhóc baby. Quá là không sai,
Thì ra Nga My là cô giáo của Thái. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô giáo. Chuyện gì? Tôi đố cô giáo khi phát hiện ra cô giáo của con trai tôi cũng chính là Nga My. Cảm giác của tôi như thế nào? Tất nhiên là ngượng ngùng, khó xử đúng không? Nhìn trên mặt tôi có nét gì ngượng ngùng không? Có nét gì khó xử hay không? Mà ngược lại, tôi rất là vui. Biết tại sao không? Sao? Bởi vì tôi đã biết được bản chất thật của cô giáo. Không phải là một người hà khắc, khó tính và rất là đâm chiêu trên trường học, mà là một người rất dễ thương. Cô hãy trả lời tôi đi. Tại sao? Tại sao ở trên trường học cô là một con người khác, còn trong game cô lại là một con người khác? Hãy trả lời đi. Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời nè. Thì tại vì tôi là giáo viên cho nên... Giáo viên thì sao chứ? Hả? À, tại sao giáo viên luôn ép mình vào những cái khuôn khổ mà không ai quy chuẩn? Giáo viên là phải hà khắc. Hả? À, giáo viên không được vui tính, giáo viên không được dễ thương à? Được. Được không? Cô trả lời cho tôi. Nhìn thẳng vô mắt tôi một cái nữa, trả lời tôi. Giáo viên có được dễ thương như cô ở trên game hay không? Được hay không? Những đứa học sinh nhìn cô như vậy cũng không mấy thoải mái. Cô giáo à, nghe tôi một lần. Cố gắng lên trường, sống đúng với cái bản chất của mình, để học sinh yêu quý cô hơn, cô cảm thấy thoải mái hơn. Có như vậy thì việc học và dạy mới bổ trợ cho nhau, trở nên tốt đẹp được. Cô có đồng ý như vậy không? Trả lời lớn lên. Được. Cô hứa với tôi đi. Hứa một cái nữa. Chuẩn bị kiểm tra bài cũ. Ngày 20, số 20, Nam, lên trả bài. Dạ thưa cô, em chưa học bài ạ. Hai ngồi xuống đi. Bữa sau lên bảng trả bài cho tôi. Tôi cho em nợ. Dạ. Ôi, cái này mới ghê nè, tâm linh nha. Rồi, cả lớp lấy tập ra học bài mới nhá. Ơi, cô mình có ăn lộn cái gì không? Mai sao thấy khác khác á. Đấy. Dạ. Đứng lên cho tôi. Trời ơi, chết cha. Thái làm bia đỡ đạn cho tụi mình luôn á. Mày nha, cô đi mày chết. Dạ, cô em có lỗi gì hả cô? Em cho tôi biết bót vàng vàng hóa trị với lại ký hiệu hóa học là gì? Cô có chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 1 mobile cho nên bị liệu. Dạ thưa cô, hóa trị của vàng là 1/3, ký hiệu hóa học của vàng là AU. Dạ, em xin bổ sung thêm cho cô là bót vàng Nga My xuất hiện ở cổng Biện Kinh lúc 19:30. Mà cô phải bật ti với lại ba của con thì mới đánh thắng được bót vàng. Dạ, xin hết. Thôi, được rồi, ngồi xuống. Đấy, cả lớp phải lấy Thái làm gương nghe chưa? Học hành là phải học giỏi như Thái. Cứ học giỏi đi. Rồi giải lao giải trí gì mà ai chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 mobile thì tôi ép vào văn hội với lại tặng Kim Nguyên Bảo cho. Nhưng mày nhớ học, ra học chơi ra chơi.
Game chỉ để giải trí thôi, nghe chưa? Dạ nhớ. Ê tụi bay, cô có ban trong game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile á, tên ban là Vô Tình, với câu slogan là học tập tốt, lao động tốt. Sao? Có nào cô dụ vô game xong vừa mới vô cô hỏi học bài làm bài chưa? Ờ vậy xong mới sao có tính, mới sao có tinh thần đánh boss nữa. Ừ. Thôi. Dạ dạ dạ. À, Thái có tinh thần học tập rất là tốt cho nên tôi sẽ cộng điểm cho Thái. Với lại tối nay tặng Kim Nguyên Bảo cho Thái để tuyên dương với lấy làm gương nhá các bạn. Ôi. Dạ con cảm ơn mẹ. Cô cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Thôi học bài. Không có ngại nữa. Trời ơi, giết quá trời quá đất luôn, bị tụi Kim đã thiệt. Chào mọi người. Tôi có trò vui dành cho mọi người đây. Gì sếp? Dạ, cà phê của sếp. Ừ. Xin giới thiệu với mọi người, đây là chiếc máy phát hiện nói dối. À, người nào nói dối thì nó sẽ kêu lên cái còn người nào mà nói thật á thì nó sẽ kêu lên tiếng to. Đó, ghê không? Bây giờ chắc Thái thử trước cho mọi người coi nó hoạt động thế nào ha. Dạ được, dạ được. Em vô ngồi chơi, anh Trần ơi, Ờ dạ. Anh nghỉ tay vô ngồi chơi với tụi tôi luôn. Dạ thôi sếp, tôi còn có nhiều việc lắm, thôi để tôi đi làm. Trời ơi thì nghỉ tay chút xíu thôi, tôi cho phép mà. Thì sếp nói vậy anh vô chơi đi. Anh Trần lại ngồi. À, dạ. Alo. Alo. Alo, lô, lô. Chưa có cắm điện. À, ổ phước. Cắm điện với tôi. Vừa quá hả? Ý. Đây, từ từ. Khởi động nè. Welcome to Mr. Joe. Hey. Biết nói luôn trời. Trời, biết chứ sao. À, bây giờ cậu Thái đầu tiên hả? À, dạ, dạ, đây em, đây. Tôi chỉ thích chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, bản chính thức của VNG, không thích chơi bản lậu. Chính tông. Ý. Mà đúng rồi đúng không? Đúng. Ừ. Vậy là hay quá rồi. Hay quá trời. Sẵn. Sếp. Hả? Sếp mua này với mục đích gì hả? Để hỏi nè. Thật ra thì cái này tôi cũng hơi áy náy. Nhưng mà thôi sẵn có cái máy thì tôi muốn hỏi cậu câu này. Dạ dạ dạ. Cái ạc của tôi mà đưa cho cậu cài á. Dạ. Thì mấy bữa là cậu có lúc mà nói là cậu đi BK cái bị rớt đồ á. Thì tôi muốn hỏi là cái đó là có rớt đồ thiệt hay không, hay là cậu bán để lấy ngân phiếu. Sếp không tin em gì hết. Đồ sếp rớt em cũng tiếc lắm chứ bộ. Nhưng mà thiệt em đi BK bị rớt đồ thiệt. Nè. Em đâu nói với nó đâu. Em nói với sếp. Máy này hay là bây giờ cậu chủ động cậu nói là cậu bán đồ của tôi để đổi ngân phiếu đi, thử thôi mà. À, máy ơi, tôi chỉ giả bộ nói thôi nha. Tôi chủ động lấy đồ của sếp bán để đổi ngân phiếu. Chính tỏ. Giả bộ đúng không? Dạ. Để em đền lại cho sếp. Mà sếp ơi, mua lại giờ mắc lắm. Tại hồi đợt đó, em lấy đồ của sếp, em sợ sếp phát hiện cho nên em bán gấp, bán ít tiền, giờ mua lại lỗ. Chính tông. Đó, nó em nói thiệt. chơi thôi mà. Dạ, chơi thôi. À, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Dạ. Tháng sau trừ lương nha. Chính tông. Sếp, em coi sếp như người anh trong gia đình nha sếp. Muốn nói gì nữa không? Nói gì nữa đi. Nói nữa đi mà. Thôi vậy cậu Thái để đó. Từ từ nhớ mua đồ. Bây giờ mình sẽ chơi đến người tiếp theo. Kế toán của công ty mình, cậu Phương.
cậu mới tắm hay gì vậy? Dạ đúng, em mới tắm à. Cái máy này em thấy làm sao sếp ơi, chung lẽ giờ sếp không tin em sao? Đâu có. Tôi tin tưởng cậu chứ. Phải tin tưởng cậu mới giao cho cậu cái chức vụ này. Tôi cực kỳ tin tưởng cậu. Thực ra là ba của cậu và thầy của tôi, ông cũng có gửi, tại hồi đó ông nâng điểm cho tôi cho nên... Tinh tận. À, thôi, vô vấn đề chính luôn đi. Tôi có một câu hỏi dành cho kế toán. Một câu hỏi mà ai cũng thắc mắc đối với nhân vật kế toán đây, đó chính là từ lúc cậu vào công ty đến giờ, thỉnh thoảng có khi nào cậu đục khoét ngân sách của công ty không? Dạ... Dạ... Không có chứ. Tin tận. Thật ra câu hỏi của tôi không phải là thỉnh thoảng, mà tôi muốn hỏi cậu có thường xuyên rút ruột ngân sách của công ty không? Thì em trả lời rồi đó sếp. Dạ thưa sếp, không có ạ. Khai thật đi, từ đó giờ cậu đã cắn bao nhiêu tiền ạ? Dạ, tôi xếp là em có lén lén lấy vài chục để ăn sáng. Vài trăm để đi nhậu nữa. Tự thưởng cho bản thân tầm 2-3 triệu gì ấy. Tính từ đầu giờ chắc ở 30 triệu quá chứ. Tin tận. Mày mới vô làm có mấy tháng trời, mày lấy 30-40 triệu. Trời ơi. Tại sao cậu làm như vậy? Thật ra thì em không muốn làm gì đâu chứ. Vì hoàn cảnh em hết cách rồi. Ba em bị bệnh. Mẹ em bị bệnh. Ở chủ đề. Ông bà nội em bị bệnh. Giường thái xuống vậy mấy sếp. Gì mày? Nói đâu đó sao? Tao kêu mà, tao kêu mày làm mày khai thiệt đi chứ tao không kêu mày là đổ thừa cho tao. Thằng khốn nạn. Ai biết đâu, tưởng đâu mày gánh giùm tao. Đến cái đầu mày. Tại em thua cái độ đó banh. Trinh tận. Mà tại thằng Asena cho mà. Thằng Asena đáng ngu. Nó đáng ngu lắm, nó thua hoài đó ai em. Tại thằng khốn nạn Asena. Cái đó không cần nhắc đến. Phải vì cậu bắt MU là được rồi. Thì đó, tự nhiên đâm đầu vô Arsenal. Nó đang cùng với chó. Cậu làm vậy là không được rồi. Uổng công tôi tin tưởng cậu bấy lâu nay. Nãy thôi. Được rồi. Tin không tin vậy thì em cũng biết em sai rồi. Em sẽ cố gắng sửa sai mà sếp. Cho dù cậu có muốn sửa sai hay không thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Cậu phải đền bù thiệt hại cho công ty. Dạ. Gian dối. Coi người thật thà ta nói chuyện nè. Anh Trần, hôm nay thấy quá trình làm việc của anh á, anh có hơi mất tập trung.
tôi muốn hỏi anh là anh có thích công việc này không? Dạ không ạ. Trinh Tổng, tôi mong mỏi một cái công việc nào đó nó có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Trinh Tổng, lý do? Tôi làm ở công ty của mình, giờ về tôi có làm thêm một ca đêm ở một công ty khác. Tôi kiếm được nhiều tiền để tôi nuôi con tôi thôi ạ. Thật thà, trời ơi thật thà. Nghe không? Nuôi con là nó dối rồi, cái này nuôi con cái kiểu là nuôi để ăn á, cái gì sugar baby gì đó. Không, tao nghĩ là ổng nuôi con thiệt nhưng mà nuôi con người ta, vợ ngoại tình đẻ ra đứa khác. Nuôi con người ta. Không, cái này á là nuôi để ăn, phải không? Mà cái này nghèo không có tiền, mà cũng gán làm cày bừa cho gái nó ăn. Tao nghĩ đến mức đó. Kiểu ngu á, rồi nuôi con người ta, nuôi đại, nuôi... Rồi sao, cá không? Chú, cá. Tao nói nuôi để ăn á, tôi... Tao nói là nuôi là con người ta. 30 triệu. Chơi. Chốt kèo. Nói đi anh. Đúng là nó không phải con ruột của tôi. Đồng. Sự thật là... Có một đêm tôi đi làm về, tôi đi ngang bãi rác thì... Tôi thấy nó... Tôi cũng định nhặt về đâu, tại bản thân mình còn lo chưa xong mà. Chứ người thì bệnh tật này nọ. Mà đứa bé nó khóc. Nó... Tôi không có đành lòng cho nên là tôi quay lại, tôi đem nó về nuôi. Nãy tôi có nói với sếp là tôi không thích làm công việc này, không phải. Thật ra tôi làm gì cũng được chứ á. Miễn sao mà nó nằm trong cái khả năng của tôi là tôi làm hết á. Tôi kiếm được nhiều tiền để mà tôi nuôi cho nó lớn, rồi ăn học đàng hoàng. Thì bản thân tôi thấy gì nó là tôi mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần nó được mạnh khỏe thôi. Mình càng nhìn càng đỡ cái là nó không giống tôi, chứ nó mà giống tôi kỳ lắm ha. Trinh Tổng, tao với mày về nha. Về đi. Dạ. Dạ, nếu không còn chuyện gì sếp cho xin phép đi làm tiếp nha sếp. Ừ, anh giữ gìn sức khỏe nha. À, quên nữa. Anh Trần cho tôi hỏi một cái là cái toilet của mình á, nó đang có một cái vấn đề là nó hay bốc mùi hôi liên tục á, mà không biết là có cái lý do nào hay là có cái khắc phục nào không anh Trần? Đúng rồi đó. Dạ, cái mùi khắc phục, cách khắc phục thì tôi cũng có tìm nhiều cách lắm, nhưng mà tôi này để chắc tôi cố gắng kiếm cách khác là làm tốt hơn. Còn mà giải lý do thì tôi không biết. Anh ngồi xuống. Dạ, không... Cho tôi biết lý do. Anh biết lý do đúng không? Dạ không phải. Chuyện này là hay là không nói ở đây được. Vậy sao không nói được? Ở đây chúng ta đang chơi, mình thật thà với nhau. Một là nó đúng, hai là nó sai thôi, chứ không nói được. Dạ là... Do sếp ẻ thúi á. Trinh Tổng, cứ mỗi lần mà sếp đi cầu ra là cái mùi xịt cỡ nào cũng hết, thương tôi xịt hết bình luôn mà. Rồi lông não hả, tôi nhét vô 20 trái vô nó, tôi cũng hết cách rồi sếp. Tôi nghĩ là nó đến từ cái chuyện mà nhiều phía, dạng như gốc gạo thổi thành cơm á. Giống như là kiểu như cậu Phương đi đầu, rồi đến cậu Thái, rồi đến cô Thủy, xong rồi cái người đi cầu cuối cùng là tôi đó. Cho nên cái mùi thúi đó là tôi chịu cũng được, cái không sao. Dạ, miễn khắc phục là được. Dạ, không, mà cái này chắc chắn là sếp luôn á, tại cái chuyện đó tôi nó xảy ra dài dẳng quá nên là tôi phải test kỹ, cho nên là từng người như thế nào tôi có để ý. À, Trinh Tổng, anh ráng tìm những mấy cái cách mà khắc phục được, hay là anh có cái đề xuất nào nói luôn. Sếp ấy xây nhà vệ sinh trong phòng riêng sếp luôn đi. À, đúng rồi đó sếp, xây vô trong đó tự đi tự hửi. Không ảnh hưởng tới người khác. Có gì tôi đưa lông não vô sếp để.
Ok, cái gì tao sẽ tiếp thu mày. Ê, có gì tôi sẽ tiếp thu cái đề xuất của anh. Dạ, dạ cảm ơn sếp rồi chị. Dạ, thì thôi xin phép em đi làm việc tiếp à. Đi đi, nhục quá. Sếp ơi, tới giờ em đi gặp khách hàng rồi á, em đi luôn nha sếp. Em bị đau bụng quá sếp. Cái này chuyện tế nhị cho nên em nói không được. Sếp ơi, em thấy không khí ở đây căng thẳng quá, em sợ bị liên lụy cho nên em xin phép đi về. Tinh tần. Em cứ thoải mái đi, ở đây mình chơi với nhau mà. Em ngồi xuống. Ngồi xuống. À, phải giỏi hơn không? Em cứ bình thường, thoải mái, tâm lý, vui tươi lên. Em yên tâm, anh là một người rất là công tâm. Anh sẽ không để chuyện tình cảm của mình ảnh hưởng đến công việc, em hiểu không? Chuyện gì cũng phải chơi à. Đến lượt em, bắt buộc phải chơi. Em cho anh hỏi, tại sao em lại từ chối tình cảm của anh? Dạ, tại vì em chỉ muốn tập trung vào công việc thôi ấy sếp. Dạ, em cảm thấy em không xứng với sếp á. Em có người yêu rồi. Em vô sinh. Em là lesbian, không thích đàn ông. Em không thích sếp. Tinh tần. Tâm đi, anh không sao. Cũng có nhưng mà một chút à. Rất nhiều. Tinh tần. Đầu nhói. Hai cậu chắc chơi xong rồi á. Hai cậu có thể về chỗ làm việc, còn chuyện kỷ luật tính sao? Ủa, chưa chơi xong mà sếp. Còn vui quá trời. Lý do? Sếp nói chỉ hỏi một câu thôi mà sếp. Tôi muốn biết lý do. Ngoại hình, em thấy ngoại hình của sếp cũng được nhưng mà... Ta sếp xấu. Tinh tần. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Tại sếp ở dơ, rất dơ luôn. Tinh tần. Tới đó theo nha sếp. Còn nữa. Cái máy này biết nói luôn rồi sếp. Chiếc máy này sẽ phanh phui 100% sự thật. Em phải nói thật đầy đủ, nó mới công nhận là em thành thật. Hãy nói đi, hãy nói đi, xin em hãy nói đi. Thôi, không lao thì phải theo lao thôi. Sếp ơi, bây giờ sếp ngồi ngay ngắn lên, bình tĩnh nghe em nói nha sếp. Sếp là một người keo kiệt, lười biếng, tự cao, tự đại, đục khoét, của công trần, ép cấp dưới, nịnh bợ cấp trên, nhiều chuyện vô duyên, giả dối, dâm ô, thủ đoạn. Chưa kể ấn tượng xấu nhất là em phát hiện ra sếp yếu đuối trong công ty. Dạ em xin hết. Tính đo, tính đo, tính đo. Em không yêu tôi vì tôi yếu đuối. Thủy, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Hả? Em có biết là cả công ty này anh chỉ để ý có một mình em không Thủy? Thật ra là có một chút xíu tình cảm với Mai. Con nữa. Con Huệ, con Đào, con Cúc, con Trúc, con Nhi, con Vi. Con nợ. Con không bảo vệ. Nói chung là hầu hết những chị em phụ nữ xinh đẹp trong công ty mình là tôi có để ý hết. Con nợ. Tao nói trong công ty thôi nha, tao không có nói ngoài, ok chưa? Ok.
Wow. Tình yêu của sếp bao la vĩ đại đúng không? Trời ơi. Tưởng ghê gớm lắm. Em cứ tưởng sếp chỉ yêu một mình em cơ đấy. Tôi thật sự thất vọng về các cô cậu. Tất cả mọi người ở đây đều là dối trá. Sếp, em hứa với sếp từ giờ em sẽ tập trung làm việc cho sếp, cày game cho sếp, không có lấy đồ sếp rồi đi bán nữa. Em hứa với sếp là từ nay em sẽ nghiêm túc làm việc và sẽ không bao giờ mà đụng tới tiền công ty nữa sếp. Sếp ơi, sếp bình tĩnh đi sếp. Em nghĩ là sếp là người tốt đó. Sau này sếp cũng sẽ gặp được một người tốt hơn em thôi, chắc chắn. Dối trá. Tất cả mọi người xung quanh của tôi đều là dối trá hết. Chỉ có game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile VNG mới là chân thật, mới là chính chủ. Chính tổng. Ra tôi có nhận một ít tiền quảng cáo đến từ vị trí của VNG để quảng cáo cho game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Chính tổng. Tải ngay tại App Store và Google Play. Đặt mua các sản phẩm thời trang của Pháp TV tại pháp studio.vn. Cậu hứa với tôi đi. Là giám đốc. Yêu dấu. Gì? Nó lớn lên đàng hoàng rõ chữ rồi. Giám đốc yêu dấu. Ký giùm em 2 tờ. Ký gì? Em xin chữ ký đây này. Đâu cần nói tiếng đâu. Xin chữ ký đàng hoàng thôi. Anh bận lắm nè, anh bận. Xin ra, xin ra chưa? Anh không có ký gì danh sách đâu. Ký lâu chữ viện mà trái tim á. Đó, đúng rồi, chữ viện trái tim nè. Thôi chị Hiền coi được không, được thì anh lại bạn khác. Xin chữ ký rồi hỏi, ký xấu cái đẹp bị người ta. Hả? Ê, nhóc. Cứ như hoa hậu ấy các cậu ạ. Nước em chạy, tôi lấy nước này lên mình dơ quá. Sáng chiên bị ngứa. Hết nước rồi đâu còn, nước đâu. Xin nước ở nhà dân mấy bạn.